Dạ vâng, em Hải xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi vào bên trong L1 Tân Phú nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Dạ thì hiện tại bây giờ là 21 giờ rồi. Em Hải đang có mặt tại đây. Hôm nay thì em Hải có chút tiệc lên Tân Phú nên cũng tiện đây ghé quay gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình cùng xem luôn. Đây, L1 Tân Phú này một cái L1 khá là lớn. Thì quý cô chú anh chị mình xem trên kênh của Hải thì em Hải đã có quay một vài lần gửi tới mọi người cùng xem rồi. Hôm nay thì em Hải thì để vào quay xem bên trong này có gì khác biệt không mọi người. Đã, bây giờ thì mình sẽ vào cửa chính nhá. Hôm nay thì thời tiết Sài Gòn nó mưa nên em Hải cũng không biết đi đâu nên mình đi chơi khu vực L1 Tân Phú. Thì L1 này rất là rộng rãi luôn, chú anh chị mình. Ở cái không gian này ngày trước là chuyên bán bày, hôm nay dọn bớt rồi. Bên này thì là Highland Coffee này. Đấy, không gian rất là rộng và đẹp. Thực sự cái mai này mà thích lắm. Ồ, hôm nay có những cái gian hàng người ta trước đây này, đây chỗ khu vực này thì người ta chuyên bán bánh trung thu của mọi người, hết trung thu này nè. Để chỗ này để trống những cái bàn ghế cho mọi người thể ngồi tại khu vực này. Ở nói chung là ngày hôm nay có vẻ là cũng vắng hơn so với mọi lần này phải tới với cả nhà. Bây giờ này muộn rồi, 10 giờ là mày đóng cửa, 9 giờ 10 mới tới đây. Đây, thực sự cái mai này nó rất là đẹp. Đây, khu vực này có những cái thương hiệu khá là lớn đây, H&M này, rồi Nike đấy. Hôm qua em Hải có quay cái video vạn hạnh mon này mà về lỡ xó mất rồi cả nhà, không thể úp cho mọi người xem được. Hôm nay mình qua L1 Tân Phú quay cả nhà xem. Hôm nay mình tới đây mọi người thấy nó có nhiều cái sự thay đổi quá. Hơi khác một chút so với một lần mà Hải tới nha. Sau này thì mình sẽ đi lên trên lầu nha.
nhà sách Fahara, trang trí Halloween. Đây khá là đẹp này, sặc sỡ. À vâng, thật sự đó mọi người, mỗi lần mà em Hải tới đây thì thấy nó có một chút khác biệt, một chút khác biệt, cứ mỗi lần thấy tới nó khác rất là nhiều nhỉ. Vâng, thì thưa các chú anh chị, mình cảm nhận như thế nào về mall này? Đây thực sự em thấy là mall này rất là đẹp, rộng rãi. Còn có một cái tội là hôm nay vắng người quá. Đây thì đều có cái ghế massage nha cả nhà. Em cứ chú anh chị mình có thể sử dụng ghế massage này. Đây có giá tiền luôn. Này quần áo, thời trang, trang trí rất là đẹp luôn. Qua khu vực trên này là ăn uống này. Mình sẽ đi nhanh một chút tới khu vực lầu 3 này, sau đấy mình đi xuống dưới lầu 1 đây mọi người. Tranh thủ quay không nó đóng cửa mất.
này, bên này là gian hàng của Oppo này, bán điện thoại, các sản phẩm của điện thoại. Rồi khu vui chơi để như các bé ở đây, khu vui chơi mà thấy nó hơi nhỏ một chút so với chỗ khác. Nhưng mà thực sự là nó rất là sang trọng luôn và nó đẹp thực sự luôn. Và nếu như mà mọi người mới đi, mọi người và nếu mà đi hết được cả tất cả các lầu ở trong cái mall này chắc là rơi vào tầm khoảng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì mình mới đi hết được luôn. Rất là đẹp luôn. Và tặng mặt là 28 người tại Mini Food ngày thứ nhất Việt Nam đang đến rồi. Mini Food mang đến cho bạn tất cả những gì để đảm bảo an toàn đến những người bạn của chúng ta. Nhà thì bây giờ mình cũng đi xuống nhé. Đây con bé hay gặp này, còn lại bố mẹ ạ.
ổn. Bên dưới này ăn uống khá là đông cả nhà này. Đây. Dưới, ui, bên dưới này còn rộng điệp lắm. Đấy, trên các lầu thì mọi người vãng rồi chị em. Đấy, bên này khá là đông và rộng điệp đây. Giờ này nó giảm giá hết rồi. Giảm 50% luôn. Đậu hũ kho tương giảm 50%. Không, thì mọi người thấy cái giờ này nó giảm giá khá là nhiều nên là bạn sẽ mua cũng nhiều đấy mọi người. Khu vực này xem nó có những cái gì. Chai này là 17.600 đồng một chai. Mọi người thấy đấy. Mà nó cũng hết rồi. Quá là kinh khủng luôn. Tiêu thụ kinh khủng luôn cả nhà. Quá là đông đấy, đây đang xếp hàng là mua nước, là mua đồ ăn, mình đi dạo. Em mọi người thấy nhiều cái mặt hàng bây giờ nó giảm giá tới 50%, bảo sao mà mọi người mua nhiều thế? Em sắp đến giờ đóng cửa mà đang đứng xếp hàng thanh toán này, kiểu cái quầy bánh ngọt là hết luôn rồi. Bên này thì bánh ngọt thì đang giảm giá 30%, nhiều loại. Ok, cứ có chú anh chị mình săn thì mọi người có thể tới cái giờ này là mọi người săn được rồi. Nhưng mà thanh toán chắc là hơi ra một chút. Bánh 17.000 này, cái đủ loại luôn. Bánh mì, này, bánh pizza này. Thực sự là cái khu vực đồ ăn lúc nào nó cũng đông và nhộn nhịp hơn so với những khu khác rất là nhiều. Đây mọi người, bên này là một túi này là 24.500, nước là 19.000. Cái này thì cũng giảm giá 20% mọi người. Salad cá ngừ. Sushi cũng vậy, sushi để giảm 50%.
Đây, mọi người mua xong mọi người qua quầy thanh toán không? Đấy, khá là nhanh gọn. Nhưng mà đông quá mình cũng chen được. Thì chắc là em chỉ đi dạo một chút vòng nữa thôi, mình đi về nhá. Thì lượng người đông quá, không thế nào mà. Bây giờ mọi người tập trung ở khu vực quầy ăn chứ. Đấy, nhiều mặt hàng giảm giá nó bất ngờ luôn.